bằng đại học có quan trọng không? Nó là uy tín trừ khi bạn quá giỏi. Đây là câu hỏi được tranh cãi rất nhiều trên mạng xã hội. Bằng cấp có quan trọng không? Hay chính xác hơn là bằng đại học có quan trọng không? Sự việc bắt đầu khi truyền thông đưa tin về những cá nhân không có bằng cấp gì nhưng vẫn có công việc ổn định và lương cao. Trong thương trường thì vô số doanh nhân đã thành đạt mặc dù chỉ học xong cấp 3. Trên TikTok và YouTube thì hàng loạt ngôi sao được nổi lên với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng mà không cần qua trường lớp. Còn trong lĩnh vực sáng tạo, vì giáo viên không thể cải tiến chương trình học đủ kịp cho nên nhiều người phải tự tìm hiểu. Chính điều này đã lộ ra vài nhược điểm của trường lớp. Vậy ai đúng, ai sai? Đây không phải là bài phân tích mà là góc nhìn cá nhân của tác giả. Tôi không rõ là đã kể điều này chưa. Đó là sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi học tiếp ở cấp cao hơn nhiều bao người khác. Nhưng vì lỡ chọn đại một ngành, rồi cảm thấy không có hứng thú và chán nản nên tôi nghỉ học rồi đi làm bên ngoài một năm. Khoảng thời gian này đã cho tôi cái nhìn về xã hội mà có lẽ nhà trường sẽ không dạy. Như bao chàng trai trẻ mơ mộng khác, tôi cứ tưởng rằng xã hội không quan trọng bằng cấp. Bằng chứng là vô số người đã thành công mà chưa tốt nghiệp đại học. Thời của tôi, Bill Gates là người đứng đầu và là thần tượng của những ai cho rằng không cần học cao vẫn có thể giàu có. Nhưng thực tế đập vào mặt tôi khi tôi bắt đầu tìm việc làm. Vì không có chuyên môn gì nên tôi chỉ có thể nộp vào những vị trí không cần trình độ, bao gồm pha chế, phục vụ, thu ngân và bán hàng. Không sao, tôi cứ nghĩ mình có thể làm được việc đó để sống qua ngày. Nhưng sau khi làm vài tuần thì bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Không phải vì tôi chê việc, nhưng vì được trả theo giờ nên tôi làm tốt cỡ nào đi nữa thì lương vẫn không thay đổi. Tôi phục vụ giỏi thế nào đi nữa thì gần như không có gì thay đổi. Không tăng lương, không thăng chức và không lộ trình phát triển. Từ trước đến nay tôi không phải làm việc nhà nên khi đứng cả ngày chân của tôi bị mỏi vào mỗi tối. Chưa kể dù số tiền không thấp nhưng khó mà làm được gì và phải tiết kiệm rất lâu thì mới có thể đi du lịch hay mua sắm. Sức chịu đựng của tôi đã đạt đến giới hạn khi bị người quản lý la vì làm sai đơn. Rồi trong một phút không kiềm chế được, tôi nghĩ. Tôi dùng số tiền đó để tạm ở nhà vài tháng, suy nghĩ lại cuộc đời, coi mình muốn gì. Mua hàng loạt cuốn sách, phim và game để chơi. Và rồi cuối cùng khi năm học mới bắt đầu, tôi trở lại trường với quyết tâm là phải học đến nơi đến chốn. Dù không tốt nghiệp thủ khoa, không đạt điểm cao thì tôi cũng không được rớt để có tấm bằng. Chỉ như vậy mới đỡ khổ. Cha mẹ tôi sinh ra và lớn lên trong thời chiến tranh và bao cấp nên hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục hơn ai hết. Đó là vì sao họ luôn thúc đẩy tôi học mà dù lúc đó còn quá trẻ để hiểu. Thời gian trôi qua và tôi cũng tốt nghiệp đại học. Dù phải ráng nuốt những môn nhàm chán và gây buồn ngủ, nhưng phải cố vì không muốn làm lao động phổ thông nữa. Tôi đi làm văn phòng, đủ sống, cuộc sống thoải mái và vui vẻ hơn nhiều. Tuy không có chức vị gì cao siêu hay giàu có, nhưng đối với tôi, đó là thành công. Khi nhìn lại thời mình nghỉ học để đi làm thì coi đó là một trải nghiệm cần thiết để tái định hướng tư duy từ ảo tưởng sang thực tế. Rồi hôm nay tôi mới có cơ hội để viết đôi lời này và có người đọc. Hỏi thật lòng, nếu tôi không tốt nghiệp đại học và có một chuyên ngành nào đó thì khả năng bạn biết đến tôi là bao nhiêu? Tôi cá là không nhiều hoặc gần bằng không. Đó là tầm quan trọng của bằng cấp. Có thể bây giờ bạn chưa nhận ra nhưng đến lúc nào đó sẽ hiểu. Nếu vứt hết tất cả, con người chỉ có trí óc là tài sản quý giá nhất. Còn khi là một người vô danh, bằng cấp đại diện cho uy tín và là thương hiệu cá nhân thiết lập niềm tin của người khác vào bạn. Trừ khi bạn quá nổi tiếng đến mức ai cũng biết đến hay quá giỏi để bất cần trường lớp, nếu không có bằng cấp thì sẽ rất là khó để thuyết phục được người khác. Bằng cấp tuy chỉ là tờ giấy nhưng nó là minh chứng cơ bản nhất cho năng lực, trình độ và kiến thức. Tôi đồng ý là không phải ai trải qua đại học đều giỏi. Trong thời đại online thì một khóa trên Udemy có nội dung tương tự như ở bất cứ trung tâm hay cơ sở cao học nào. Nhưng vì nó là tự phát, tự học và tự kiểm soát nên bất cứ ai cũng có thể tự phịa. Đó là vì sao nó chỉ mang tính chất tham khảo chứ không bao giờ thay thế được bằng cấp chính quy. Nhiều bạn sẽ nói do ngành IT, sáng tạo hay thiết kế cũng không xét bằng cấp. Điều đó chỉ đúng với những vị trí cấp thấp. Trong ngành gọi là thợ code, thợ Photoshop hoặc từ thông dụng là con khỉ bàn phím vì lượng chất xám yêu cầu quá thấp để có thể thăng tiến. Chưa kể, cho dù bạn không có bằng nhưng sẽ làm việc với người có bằng và họ sẽ qua mặt bạn. Để rồi sau này khi lên quy mô, chính bạn cũng sẽ tuyển nhân viên thông qua xét bằng cấp. Cho nên bất cứ ai nói rằng bằng cấp không quan trọng thì rõ ràng mù tịt về thực tế xã hội. Và đang cố ngụy biện cho quan điểm của mình, bằng cấp không đảm bảo thành công nhưng nó sẽ là công cụ giúp bạn đi nhanh nhất và xa nhất. Tôi không kêu gọi bạn phải làm điều tương tự, vì tùy ngành nghề chứ không phải cái gì cũng cần đại học.
Sẽ thật lãng phí để bắt tất cả theo đuổi điều họ không thích hay không phù hợp. Nó là nguyên nhân dẫn đến nạn lạm phát bằng cấp như hiện nay. Công việc hiện tại tôi đang làm chẳng cần bằng cấp gì, bất cứ ai cũng có thể viết, đọc sách, trình bày và bàn tán về mọi thứ trên đời. Nhưng lời nói của một kẻ vô danh sẽ khác hoàn toàn với nhận xét của một người được đào tạo. Cũng như bài viết của một người có học vấn nhất định luôn được đón nhận hơn. Đó là giá trị mà bạn không hề nhìn thấy. Đó là vì sao tôi luôn cổ vũ cho học vấn. Theo tôi, nó là cách nhanh nhất để vươn mình, không phải bằng tay chân hay cơ bắp mà dựa trên trí tuệ. Đó là tầm quan trọng của bằng cấp.